Còn nữa, nó bục như thế này nữa là nhà hơi này bị xịt luôn. Đây là dính vào rồi nhưng mà nó lại bung ra này đấy. Ôi ôi ôi. Trượt đi. Trượt xuống đi. Nào 1 2 3. Hai ai tránh ra cái chân này. Trượt xuống. Hãy trượt xuống đi. Úi trời. À nó ăn nướng kia kìa. Hải Ninh ơi, bây giờ Hải Ninh lên ở trên kia như trường phát nó ăn đầy cái rơi xuống đây xuống là xuống luôn. Trường phát xuống đây luôn. Hả? Chết luôn đi. Hả? Trượt đấy, nó đứng đây luôn. Hả? Hai thanh niên này cũng lớn này. Hai thanh niên bằng tuổi Hải Ninh không? Thế mà còn lớn này còn gì chơi nên chơi nhiều hơi kìa. Thôi Hải Ninh bảo là đang chơi thì có hai thanh niên lên đấy, Hải Ninh không chơi nữa. Hải Ninh xuống rồi. Hải An xuống luôn theo. Đấy cho hai thanh niên tự chơi. Đi. Ok. Trượt, mới đứt trượt cầu trượt này. Ôi, ôi, lồng đấy, mình nội ở đây này. Bố nội ở đây này. Lồng. Ôi, lồng đấy, bể bơi nông tại đây. Mình nội được sớm đây. Nội thấy chân luôn. Trời mưa mà còn không bị ướt. Trời mưa mà còn không bị ướt. An trèo lên trên đây, An ngồi trên đây này. An ngồi lên cái lấm An ơi. Có ai trông? Đâu? Vào đưa chân này, đưa chân này. Nằm xuống. Nhai. Con đi nằm ướt người bố à? Bạn có bơi này, bơi này. Ôi. Bơi siêu ấy nhỉ? Coi. Còn nước bên này sâu hơn nhưng mình vẫn lội được. Có đâu, nhảy ngửa, năm ngửa, nhảy năm ngửa, một năm ngửa. Ôi ôi rồi ơi, còn năm ngửa cơ mà. Chưa lặn thi không? Về đi, mọi người về hết rồi sao ấy? An ơi, có bố bảo nên là bố bảo An mới có thực hiện một kế hoạch này. Nhanh. Cầu thang của có An trèo lên. Nhanh. Bây giờ An đâu? An ra thì thực hiện thử thách này An đâu? An mới có. Bây giờ An mới có ra đây thực hiện thử thách này, một kế hoạch này con nào hơi bị mạo hiểm một tí đi. Bim bim. Đi. Cho các bạn này biết một kế hoạch mạo hiểm của Cò với An. Hai bạn đang tập bơi mà có thể chết đuối một cách. Hả? Bím bìn thì bím bìn nó dễ đi. Nhanh. Dạ trước cửa nhà vệ sinh kìa. Có, ok, bím bìn, ok, bím bìn. Nhưng mà bây giờ thực hiện mục tiêu gọi là đây là lần đầu tiên để còn vượt qua cái nỗi sợ trong đó. Ơ có không thế? Không phải thế. Đứng lên. Đây đây. Từ từ gì? Không phải thăm dò, thăm dò ai từ thăm dò? Thế thì mới gọi là kế hoạch mạo hiểm. Hải Ninh ơi, ra em ơi. Hải Ninh đâu mất rồi? Đấy, bây giờ còn mấy Hải An đứng vào đây, đứng vào vị trí này. Đấy, xong là bây giờ nhảy xuống đây. Xong bắt đầu tìm bằng mọi biện pháp. Xong là nổi người hoặc chìm người nào đấy bơi về đằng kia. Nếu mà còn mà không có biện pháp nổi người, không có biện pháp bơi thì còn sẽ bị chết đuối. Được không? Mỗi ngày, bốn người đi con. Ok. Bim bim ok, chuyện gì đâu. An được thực hiện kế hoạch đấy không? Đấy. Ờ, rồi. Thực hiện kế hoạch đấy. Hải Ninh ơi, Hải Ninh đừng có ra đây. Ờ, chuẩn bị xong chưa? Bây giờ kế hoạch của Hải An và Hải Ninh này nhá. À, bạn. Ờ, kế hoạch của Hải An với bạn Goshi như này. Là bây giờ ở chỗ này ấy là sâu 1m2 mà bạn Goshi mới được có 1m thôi. Hải An thì được mỗi 1m1. Đấy, là vậy là hai bạn ấy không đứng được tới đất. Đấy, nhiệm vụ của hai bạn đây là nhảy từ đây xuống đây và dùng biện pháp nào đấy lội người này hoặc bơi sấp bơi ngửa gì bơi về đằng kia đến lúc đứng được thì thôi nhá. Hải Ninh là người đứng ở cạnh núi ra kia. Hải Ninh là người gọi là trợ giúp trong trường hợp mà cò đuối quá. Nhưng mà Hải Ninh ơi, cò phải lúc nào phải là không chịu được nữa thì mình mới cứu nhá, không phải là ấy phải cứu ngay đâu, hiểu không? Nào chuẩn bị chưa? 1 2 3 thực hiện kế hoạch nhảy.
một mọi người cố lên kia. An nói rồi, qua cố lên. Ôi trời, qua dùng biện pháp mới rồi. Ôi trời, ôi trời. Rồi đấy, qua đã dùng biện pháp là kiểu là theo cái hướng là kiểu là trước khi nhảy thì quay người đó, quay người lại để tạo nên cái lồi luôn. Đấy, gần đứng được rồi, cố lên. Ôi. Đấy, cố lên nhá. Hai An gần về đích rồi đấy. Cố lên. Còn gần về đích rồi đấy. Còn mà làm như kia là sau này có bị rơi nước là còn sẽ không bị chết đuối nữa. Đấy, khả năng là sẽ gọi là chống chọi được với nước, nhưng mà đây gọi là nước tĩnh thôi nhá. Còn nếu mà nước cuốn ra thì như kia con thua. Đúng không? Đấy, như thế này. Ui, bơi phát sang bên bờ bên kia luôn. Kinh chưa? Còn thực hiện thử thách. Đứng được rồi đấy. Bơi thì bơi được, còn đứng được rồi đấy nhá. Kinh chưa? Giống hai con cá chưa? Ấy. An bơi phát sang bờ bên kia luôn, kinh chưa? Siêu cao thủ ấy. Ui, quá kìa. Còn thực hiện thử thách lần đầu tiên mà bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia. Giống như là con cá heo ấy. Wow. Hải An là người bơi nhanh hơn và An đã về đích trước. Ôi, An bơi một phát từ bên kia về này không nghỉ à? Có nghỉ à? Kìa, à? An nghỉ rồi à? Còn không nghỉ gì à? Ôi, quả siêu hết. Còn lên đây, còn đây phỏng vấn thi. Đây, đây, đây. Lên, lên, trèo lên luôn. Có đâu, bạn cô xin đâu rồi? Làm gì ấy? Cô xin làm gì ấy? Cô xin. Ôi giời, thích cái gì mua đấy. Thôi, bố hỏi đi. Thế để thực hiện cái thử thách đấy, bạn cô xin nghĩ thế nào mà khi bạn cô xin đang chạy, bạn cô xin quay ngược mặt lại này sao? Con chơi rồi, quay đi để cho sống. Cho gì? Sống. Quay để cho sống á? Nếu không quay thì chết à? Ô, chạy đâu ấy? Ô, chạy đâu ấy? À, có ra đi phao. À, úi dồi. Còn với bơi một lần hãi quá vì phải dùng phao đúng không? Phải dùng sự trợ giúp đúng không? Con gì? Biết bơi cần gì dùng phao? Con đứng được rồi còn chơi gì? Con đứng được rồi gì? Đúng không? Đứng nổi mỗi cái đầu. Ôi giời ơi, đứng rồi. Đây, ôi giời, đi quá ra tiếp để thực hiện thử thách lần thứ hai. Ờ. Và tất cả bây giờ cả gia đình luôn thực hiện. Hà Đinh là người gọi là cứu trợ trong trường hợp Hà Quà và Hải An bị đuối không vứt đầy đầy ai là đấy, chả ai nấy đâu, không phải bẩn đâu, đấy là vừa Hải Linh gái đấy đấy. Hải Linh gái à? Kia đi từ đầu kia đầu sâu nhất kìa. Rồi bây giờ lại luyện cho bạn Gosi với cả bạn Hải An một kỹ năng nữa là kỹ năng là chống chọi với cả nước. Đấy, chống chọi với nước mà trong trường hợp mà mình không với tới khá chưa trong. Không, lúc nào phải hết hơi rồi ấy, thì mới bám rồi chứ chưa chi đã bám mà nó làm cho mình nhát đi đấy, hiểu không? Có, ok, chưa. Bạn còn gì đâu ấy. Bây giờ ba người nhảy vào cùng một lúc nhá. Đấy chưa? Lấy đà từ dưới này đi. Nào, còn chuẩn bị ông chưa? Mất thời gian quá. Kỹ năng này ấy là chỉ sử dụng với nước tĩnh thôi nhá. Nước này nước không chuyển động ấy. Còn đối với nước nó mà trôi á thì nó trôi người đi ấy, mình phải chống chọi khó khăn hơn, hiểu không? Nào đứng lại, chói mê. Next. Chưa? Đợi. Hả? Next là cool mà. Nên next go ấy. Được chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Không, bây giờ phải nói sẵn sàng chưa mới sẵn sàng mới được cơ. 1 2 3 sẵn sàng chưa? Tỏ vào, sẵn sàng chưa? Hà Niu sẵn sàng à? Phải đồng thanh nhá. 1 2 3 sẵn sàng chưa? Ôi bé tí đấy nhỉ, tôi được rồi. Chưa tự tin cho lắm, thôi nhảy đi. Nào, bắt đầu 1, 2, 3, bắt đầu cái cầu. Chào. Kinh không? Rồi, bạn con gì thực hiện lần thứ hai của mình là nhảy xuống và bơi luôn. Hải An và Hải Ninh thì bơi sắp, còn thì bơi ngựa. Khả năng bạn có đang bị xuyên, đang xuyên sẹo rồi. Đấy, bây giờ kỹ năng của bạn có bơi tốt hơn rồi, nhưng mà bơi vẫn chậm hơn hai chị. Đấy, Hải An vừa bơi sắp, bây giờ chuyển sắp bơi ngựa. Kinh chưa? Đấy. Ôi, Hải Ninh bơi nhanh chưa? Hải Ninh bơi như một con nhái bén luôn. Rồi mình sẽ đi nghiêng cái này. À, mình chạy về kia để mình đón đầu. Ui, ôi trời ơi. Hải Ninh nhanh quá, nhanh hơn cả mình chạy trên bờ, chạy lên đây để quay mà đã đến đây rồi. Còn với An đang ngang nhau. Cố lên. Hai bạn đang về cùng đích bằng nhau. Ôi trời ơi, còn là một con. Cái gì ấy? Em còn là một
Có ơi. Con à, con chỉ bơi được một hình thức, nó bơi ngửa đấy à, không bơi được sấp à? Con phải vừa bơi sấp này vừa bơi ngửa con ạ. Đấy.